Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có cái xe trộn bê tông đủ màu sắc đi làm việc nè các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ cho cái xe trộn bê tông của mình đi tới công trường xây dựng để lấy bê tông xi măng nha. Mình có rất là nhiều xe trộn bê tông luôn các bạn ơi. Xe trộn bê tông hồng hồng, màu đỏ, màu xanh. Đây là màu xanh dương, màu xanh lá cây, màu vàng, màu hồng, màu tím, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Và các xe của mình đang chạy trên đường với tốc độ rất là nhanh. Hy vọng là tới nơi công trường xây dựng để kịp lấy bê tông xi măng nha. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ không gặp yêu quái vật các bạn ơi. Ngày hôm qua mình bị quái vật nó làm hư cho nhiều xe quá rồi. Wow, và đây xuất hiện con gì kia. Wow, các bạn ơi, con quái vật gì nè. Các bạn coi lại nè, nó chặn đầu cái xe trộn bê tông của mình. Thì ra là quái vật yêu nhện nhện. Có xe tăng và tàu thủy các bạn ơi. Đó, trời ơi, một con tàu container, chở container. Quái vật xuất hiện ở giữa đường các bạn ơi, ghê quá. Cái xe của mình bị hư hại rồi. Nên bây giờ mình sẽ nhờ các xe buýt này chở các xe bồn chở nước này đi tiêu diệt quái vật đó các bạn ơi. Nó đã hãm hại xe trộn bê tông của mình, khiến xe trộn bê tông của mình không thể tới công trường xây dựng được rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiêu diệt xe trộn bê tông nha. Đó, mình có rất là nhiều xe buýt và rất là nhiều xe bồn ở bên trên này các bạn ơi. Đấy, cái xe bồn của chúng ta đang được cái xe buýt chở đi nè. Đây là xe buýt màu xanh chở xe bồn màu đỏ. Cái xe buýt của chúng ta phải chạy rất là từ từ và cẩn thận để mình kiếm các con quái vật nha các bạn nha. À, các bạn thấy xe của chúng ta đang chạy với tốc độ cũng khá là chậm nè. Và cái xe bồn của chúng ta đấy, các bạn thấy không, đang ngồi nằm trên thân xe buýt rất là chắc chắn luôn. Cái bánh thì lún sâu vào thân xe buýt luôn. Các bạn ơi, và chúng ta vẫn đang tìm kiếm cái xe, không biết là có tìm kiếm được không, chúng ta chờ xem nha. Cái xe của đây, wow các bạn ơi, xuất hiện một chiếc xe đầu kéo. Xe đầu kéo hủy gì các bạn ơi, nó làm gì kia. Wow, nó đang tìm cách để ngăn chặn cái xe buýt của mình, không cho cái xe buýt của mình di chuyển nè các bạn ơi. Đây là xe đầu kéo container. Wow, và nó đã bị nổ tung rồi các bạn ơi. Thật đáng đời, nó là của quái vật biến ra đó. Wow, và lại xuất hiện một chiếc xe màu đỏ. Chiếc xe ben, có cái đồ ben ben lên nè. Wow, chiếc xe ben màu đỏ, ghê quá các bạn ơi. Nó làm gì đây? Wow, các bạn ơi, mình nhìn nhầm rồi, nó là chiếc xe ben màu hồng các bạn ơi, ghê quá. Màu hồng nam tính nè, và nó đang ép xe màu xanh của mình. Wow, nó rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi, vì nó có đồ ben ben lên, vì nó sức mạnh của nó rất là lớn luôn đó. Wow, và nó tốc độ rất là nhanh, các bạn thấy nó vượt lên chưa? Đó, nó vượt lên. Wow, nhưng mà thật đáng đời, nó bị bốc cháy. Thì ra là nó tung vô yêu quái vật bikini toilet trên nhện các bạn ơi, nên nó đã bị bốc cháy rồi. Thật đáng đời cho xe này luôn. Đó, các bạn coi lại nè, quái vật xe tăng bikini toilet nha, trên nhện nha. Wow, xe tăng nó chở cái bồn cầu các bạn ơi, thật đáng đời. Wow, và đây lại xuất hiện một chiếc xe bọc thép hủy diệt này các bạn ơi. Ghê quá đi, xe bọc thép hủy diệt. Wow, hình như nó đang đi ngược chiều với cái xe của mình. Đúng rồi, nó làm gì kia. Ô trời ơi, nó tung vô xe màu xanh của mình, làm cho xe của mình bị hư hại rồi. Wow, xe này rất là mạnh luôn đúng các bạn ơi, vì nó là xe của quân đội mà, làm cho cái xe của mình dừng lại rồi. Nên không sao đâu các bạn ơi, mình sẽ dùng. Đây là xe ben chở xe cứu hỏa. Hôm nay mình quyết tâm tiêu diệt những cái tên yêu quái nhện nhện nha các bạn nha, để mình cứu xe trộn bê tông của mình. Nên mình đã dùng xe cứu hỏa và xe ben đi tiêu diệt nó đây. Hy vọng chúng ta sẽ tiêu diệt nó thành công nha các bạn nha. Các bạn thấy cái xe của mình đang chạy trên đường với tốc độ rất là nhanh này các bạn ơi. Hy vọng là chúng ta đến nơi và giải thoát được cho xe trộn bê tông. Đây là xe cứu hỏa màu vàng. Đây là xe cứu hỏa màu cam, màu hồng, màu xanh. Ôi, nhưng mà các bạn ơi, wow, quái vật nó tạo ra một cái hố rất là sâu, khiến cái xe của mình lao xuống hố rồi. Đây nè các bạn ơi, quái vật tạo ra một cái hố ngay giữa đường, khiến cái xe của mình chui xuống hố mất tiêu rồi. Đó, cái hố rất là to luôn, khiến cái xe của mình không thể nhảy qua được, vì cái xe của mình chở rất là nặng nè. Vậy là mình cũng thất bại luôn rồi nè các bạn. Thì không sao, mình đây có cái xe bồn chở xăng các bạn ơi, mình sẽ mang xăng tới mình đốt quái vật luôn. Đấy, xe bồn chở xăng của mình thì tốc độ rất là nhanh rồi, đang chạy trên một con đường màu đen này các bạn ơi. Hy vọng là xe bồn chở xăng của chúng ta sẽ tìm được quái vật nha. Đây là xe bồn chở xăng màu đỏ. Đây là xe bồn chở xăng màu cam và màu xanh. Tiếp đây là màu xanh lá cây và màu hồng. Wow, các bạn ơi, lại có một cái hố nữa. Quái vật xuất hiện mọi nơi luôn các bạn ơi. Wow, đây cái hố còn bự hơn hố hồi nãy nữa nè. Cái xe của mình xém nữa là nhảy qua được rồi, nhưng mà nhảy qua thì lại rơi xuống hố rồi. Không sao đâu, mình còn xe bồn chở nước các bạn ơi. Đó, xe bồn chở nước đang chạy xuống dưới vực nè. Trời ơi, mà một xe bị rơi xuống rồi. Trời ơi, các bạn ơi, một xe bị rơi xuống rồi, chết rồi. Đó, cái xe đang chạy xuống với tốc độ rất là nhanh luôn các bạn ơi.
Wow, và xe của chúng ta sẽ đi tìm quái vật nha. Ở đây có một cái gờ, chúng ta sẽ bay lên trời luôn để coi quái vật nó có ở trên không trung hay không. Bay lên. Đó, cái xe của chúng ta bay lên rồi nè các bạn ơi. Đó, bay rất là cao luôn. Đó, các bạn thấy không? Cái xe của chúng ta bay rất là cao. Ôi, nhưng mà cái xe của chúng ta hình như đang bị rơi xuống. Wow, thôi đúng rồi các bạn ơi. Cái xe của chúng ta bị rơi xuống rồi, không thể bay lên cao được rồi. Vậy là mình cũng thất bại luôn rồi nè các bạn ơi. Cái xe của chúng ta hư nát hết trơn rồi. Nhưng không sao, chúng ta sẽ nhờ các xe lửa chở các xe tăng này đi tìm quái vật nha. Đấy, các xe tăng của chúng ta đang chạy với tốc độ rất là nhanh, chở được chở bởi xe lửa. Đó, bây giờ cũng lao lên luôn, bay luôn. Đây, có một cây cầu khác, chúng ta sẽ tiếp đất vô cây cầu này và chúng ta sẽ đi tìm quái vật nào. Đấy, ở đây có một cây cầu rất là cao. Ô, một cái xe của chúng ta bay qua cây cầu luôn các bạn ơi, bay nhanh vậy. Rồi, tiếp đất không thành công các bạn ơi, và bị rơi xuống bể nát tan tành luôn rồi. Chết rồi các bạn ơi. Vậy là cái xe này cũng là bị hư rồi. Wow, nó tan tành luôn rồi, xong rồi các bạn ơi. Vậy bây giờ mình sao đây các bạn ơi? Bây giờ mình lấy xe lửa này đi. Xe lửa hồi nãy chạy trên đường là đó là sai rồi. Xe lửa phải chạy trên đường ray các bạn ơi. Đó, xe lửa của chúng ta đang chạy trên đường ray rất là nhanh nè. Đó, các bạn thấy không? Chạy tốc độ rất là cao luôn. Đấy, wow, quá nhanh luôn các bạn ơi. Và xe lửa của chúng ta đang chở rất là nhiều xe. Hy vọng xe lửa của chúng ta, ấy vừa nói xong thì bị lật rồi. Các bạn ơi, xe lửa của chúng ta bị lật mất tiêu rồi. Wow, bay cái thùng ra ngoài luôn rồi các bạn coi lại nè. Với tốc độ nhanh quá thì xe lửa không kịp xử lý các bạn ơi, và tung vô gốc cây luôn. Wow, vậy là mình cũng mất xe lửa luôn rồi. Nhưng không sao đâu các bạn ơi. Ở đây mình có một chiếc xe buýt hủy diệt nè. Ấy, chiếc xe buýt màu vàng tốc độ rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ đi hủy diệt tất cả các xe của nó cản đường mình nha. Kia rồi, mình đã thấy các xe của nó cản đường của mình. Tung vô nó luôn, tung vô đó các bạn ơi. Wow, các bạn coi lại nè. Ôi, mình tung lộn rồi, xe trộn bê tông của mình mà. Chết rồi các bạn ơi. Mình tung lộn vô xe trộn bê tông của mình mất tiêu rồi. Và xe buýt của mình cũng bị hư hại luôn rồi các bạn ơi. Thật là buồn quá đi. Trời ơi, buồn, rất là buồn luôn. Bị bốc cháy luôn các bạn ơi. Không sao, bây giờ mình vẫn còn một chiếc xe buýt khác nè. Đây là chiếc xe buýt 2 tầng, cũng xe buýt hủy diệt luôn. Bây giờ mình sẽ đi ngược lại, mình tìm ra bằng được quái vật nha. Ý, lại tung vô xe buýt hồi nãy của mình nè. Chết rồi các bạn ơi, thật buồn quá đi. Thôi cố gắng chạy thôi. Ê, thắng lại. Không kịp rồi, tung vô xe cứu hỏa và xe ben của mình luôn. Hôm nay mình tự gây tai nạn cho mình luôn, thất bại rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải dùng tới xe tăng chiến đấu thôi. Đây rồi, bắn nó đi, bắn nó. Tất cả các xe cảnh sát này là của yêu quái vật đó các bạn ơi. Phải xử lý nó thôi, bắn nó. Bắn nó mạnh lên. Bắn nào, bắn nó đúng rồi. Đó. Hôm nay phải tiêu diệt hết các con quái vật con này. Sau đó sẽ tìm đi tìm quái vật yêu nhìn nhận mẹ nha. Rồi, đâu rồi. Quái vật yêu nhìn nhận mẹ đâu rồi. Rồi, tung nó luôn. Bắn nó luôn, rồi, bắn hụt rồi. Không sao, không sao. Rồi, vượt qua nó luôn, tung vô hết của nó luôn các bạn ơi. Thấy xe tăng của mình rất là mạnh luôn. Đây, đây rồi. Hình như mình thấy quái vật xuất hiện phía trước, bắn nó luôn. Vậy một chiếc xe ô tô nữa rồi. Mình phải đi tiêu diệt hết các con yêu quái vật con này để ngày mai mình mới có thể dùng xe trộn bê tông đi làm việc được các bạn ơi. Xe màu vàng bắn nó luôn. Ồ, bắn hụt rồi các bạn ơi, nó né ghê quá. Tung nó luôn, đó. Rồi, ok, mình tiếp tục tiến tới phía trước. Có rất là nhiều quái vật ở đây luôn các bạn ơi. Chúng ta đi thôi. Đấy, phía trước kìa, bắn nó đi. Bắn nó đó, đúng rồi. Và hai cái xe cảnh sát chặn đầu rồi. Ây, chết rồi các bạn ơi. Mình tung vô cái cột và mình bị hư cái bánh rồi. Không chạy được nữa rồi. Wow các bạn ơi, vừa rồi xe tăng của mình đã tung vô cái cột, không chạy được nữa rồi các bạn ơi. Chết rồi, hôm nay mình đã có rất nhiều xe trộn bê tông, xe cứu hỏa, xe ben, xe bồn chở nước, xe bồn chở xăng, có cả xe lửa nữa các bạn ơi, đi làm việc và đi giải cứu xe trộn bê tông nhưng mà đều thất bại hết các bạn ơi. Hôm nay quái vật rất là ghê luôn. Chở hôm nay có quái vật xe tàu hỏa chở container nè và chở cả máy bay phía trên nữa các bạn ơi. Và hôm nay có rất là nhiều các hố được tạo ra bởi quái vật luôn, khiến cho các xe của mình chạy lao xuống hố luôn các bạn ơi. Có cái xe thì bay lên trời rơi xuống luôn các bạn ơi, rất là nguy hiểm luôn. Và hôm nay xe trộn bê tông của chúng ta đều thất bại rồi, nhưng không sao, tí xíu nữa mình sẽ đi thu gom lại, mình về mình sửa chữa, ngày mai mình lại lấy đi mình làm việc nha. Mình đợi với quái vật nó đi ngủ đã. Ok, đây chỉ là Gambin Zero. Các bạn thấy video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Bus City nha. Các bạn nhớ đọc kinh cầu nguyện với Chúa Jesus và mẹ Mara, rồi hãy coi video của mình nha. Nhớ ăn cơm nha, hôm nay ăn chay, thứ tư lại cho kiên thịnh nè, ăn chay nè.
Rồi các bạn nhớ vâng lời ông bà cha mẹ, sống khiêm nhường, đạo đức thánh thiện, không có nói dối, không ăn cắp. Và các bạn nhớ là không có được kiêu ngạo nha, vì kiêu ngạo là Chúa không có thích đâu. Ok, bây giờ bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha. Nhớ nha, nhớ like, nhớ share, nhớ đăng ký kênh cho Bus City nha. Bye bye nha.